Các bạn đang đến với kênh YouTube Âm Thanh Vàng của Cương Audio. Các bạn thân mến, có nhiều dịp tôi đã thưa với các bạn rằng nếu như các bạn loay hoay với loa, với âm ly, với phòng nghe, tức là chúng ta quan tâm đến các điều kiện để tạo ra một bộ dàn âm thanh vừa ý chúng ta, nhưng có nhiều người quên mất rằng những thiết bị phát chiếm vai trò quyết định tới 30% độ hay của một bộ dàn. Nếu như anh em có điều kiện ghé thăm những sự kiện audio của những hãng lớn, các bạn thấy rất rõ là những bộ dàn lớn khủng, hàng tỷ đồng, thậm chí là hàng chục tỷ đồng, người ta luôn luôn sử dụng đầu CD để thấy là chất âm của nó luôn luôn hoàn hảo nếu như chúng ta phối ghép tốt. Đó chính là lý do mà ngày hôm nay tôi muốn tiếp thị đến quý vị và các bạn những chiếc đầu 3 trong 1 mua 1 được 3 của hãng Sony đến từ Nhật Bản. Tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép xin hãy gọi điện và nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Quý vị vui lòng đăng ký theo dõi kênh của tôi để liên tục cập nhật, nhận được những video bổ ích mỗi ngày. Nếu như quý vị và các bạn có thời gian, có thể xem kỹ những bản test của tôi để thưởng thức những bản test hay trên những cấu hình tuyệt vời. Hoặc quý vị có thể tìm mua những sản phẩm vừa ý mình. Nếu như quý vị và các bạn có thời gian, hãy đến với cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn các sản phẩm nghe nhạc cũng như hát karaoke. Chúng ta có thời gian uống trà đàm đạo hay có thể hát giao lưu với nhau. Bây giờ tôi sẽ lần lượt tiếp thị đến quý vị và các bạn chi tiết những sản phẩm trước mắt cũng như giới thiệu các đặc tính và vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của nó. Quý vị và các bạn thân mến, đây là những chiếc đầu Sony 3 trong 1. Gọi nó là 3 trong 1 bởi vì nó có thể thực hiện 3 chức năng. Một là khi các bạn cần nghe CD thì cửa CD này sẽ hoạt động, các bạn sẽ cho đĩa CD vào nó chạy. Khi các bạn cần nghe đĩa MD, đây là những đĩa MD, hàng trăm đĩa MD với những chương trình ca nhạc đặc sắc mà tôi đã lựa chọn thực hiện rất kỹ, thì các bạn sẽ chạy bằng cửa MD. Và thêm vào đó, khi các bạn cần ghi lại những bản nhạc hay, những ca khúc của cá nhân các bạn có thể xóa đĩa và ghi lại trực tiếp vào đĩa mà mình thích. Và một yếu tố quan trọng nữa, khi các bạn kết hợp nó với TV thông minh, kết hợp nó với các nguồn phát số thì nó sẽ biến thành chiếc đầu giải mã. Ở sau lưng của nó cho phép chúng ta kết nối đường quang, đường đồng trục. Các yếu tố này tôi đã giới thiệu rất chi tiết. Đây không phải là vấn đề xa lạ nữa. Và các bạn thấy đây là những khiển mà tôi đã trang bị cho các bạn sẵn, mỗi đầu một khiển. Và những chiếc khiển này sẽ giúp cho các bạn ngồi vắt chân trên ghế sofa, gật gù cái đầu để chỉ việc nách chọn những ca khúc mình yêu thích. Và bây giờ các bạn quan sát tình trạng những chiếc đầu cáu cạnh, chỉ thiếu mất thùng xốp thôi, các bạn thấy rất là rõ. Chỉ thiếu thùng xốp nữa thôi. Các bạn nhớ là đối với việc giải mã thì Sony chính là ông tổ của công nghệ giải mã, mà sau đó hãng đã bán công nghệ và hợp tác với các hãng khác, đặc biệt là các hãng như Philips v.v. để phát triển. Và hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều lựa chọn để các bạn có thể lựa chọn được những chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp hay. Tuy nhiên ở clip này tôi muốn nói đến những chiếc đầu 3 trong 1 trước. Các bạn biết là kể cả là nó chạy CD hay MD, nhưng đối với những chiếc đầu này dùng chung một bộ não, đó là một con chip giải mã chung duy nhất, nhưng cho phép các bạn có thể sử dụng được hai cổng, một là cổng CD, hai là cổng MD vật lý cứng. Còn nếu như các bạn có thể kết hợp với đường quang hay đường đồng trục kết hợp với TV thông minh qua đường quang giải mã, nó sẽ trở thành một chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp vẫn tận dụng bộ não đó. Những tính năng này hãng chỉ trang bị trên những sản phẩm được đánh giá và có dụng ý trước. Các bạn biết là khi con người chúng ta sử dụng kỹ thuật số, tức là chúng ta áp dụng những thuật toán vào việc mã hóa lại các dữ liệu, trong đó có âm thanh. Ví dụ như các bạn thấy một bản nhạc thu âm hay một ca sĩ hát, người ta sẽ dùng hai con số nhị phân 0, 1 để mã hóa lại các tín hiệu âm thanh đó. Và những tín hiệu âm thanh đó sẽ được gói gọn lại dưới dạng những dữ liệu đã được bảo mật. Sau đó người ta dùng công nghệ laser bắn vào các rãnh đĩa, tức là các rãnh đĩa của đĩa CD hay ở trong đĩa MD gọi là mini disc. Đấy. Thì khi đưa vào những chiếc đầu CD như thế này hay đưa vào những cổng MD thì nhiệm vụ của mắt đọc là trích xuất lại những gói dữ liệu đã được bảo mật bởi hai con số nhị phân 01 đó. Và sau đó thì con chip giải mã, bộ não của nó sẽ hoạt động và giải mã lại toàn bộ các gói dữ liệu số đó. Sau đó nó xuất ra đường analog, tức là đưa tín hiệu trở về dạng analog ban đầu. Các bạn thấy cái cọc đồng rất là bóng bẩy, đẹp đẽ. Và khi nó xuất tín hiệu quay về đường analog thì chúng ta sẽ lấy từ đường LR, tức là đường bông sen màu đỏ màu trắng ở phía sau để cắm vào âm ly. Và lúc này âm ly làm nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu vừa được đầu CD này giải mã và chuyển ra loa. Quý vị và các bạn nghe thấy những bản nhạc mình yêu thích, đó là cái nguyên tắc hoạt động của nó.
Thì đối với tất cả các hãng audio thì các bạn biết rồi, những chiếc đầu CD cỏ bình dân thì chỉ có tính năng thuần là chạy CD. Và những mẫu CD cao cấp người ta cũng sử dụng những tính năng thuần chạy CD. Nhưng ở những sản phẩm mà hãng đã tích hợp cho nó những tính năng như thế này, tức là người tiêu dùng của chúng ta mua được những sản phẩm ngon bổ rẻ, đúng nghĩa mua một mà được ba, mua đầu nhưng được cả CD, được cả MD, được cả đầu giải mã. Điều đó nói lên chất lượng của con chip ở trong lòng của nó. Các bạn thân mến, nếu như các bạn đang dùng một chiếc đầu CD cỏ giá rẻ, các bạn chưa hài lòng về độ chi tiết chất âm của nó, các bạn hãy sử dụng những chiếc đầu giải mã để kết nối với đường số của đầu CD. Các bạn sẽ nhận được một nguồn tín hiệu cho ra những âm thanh một cách nuột nà sẽ hay hơn rất là nhiều. Nếu như trong phân khúc, tức là chúng ta cho những hạng cùng kg, ví dụ như là những chiếc đầu CD cùng phân khúc, ví dụ như cùng 5 triệu chẳng hạn, các bạn sẽ so sánh với những chiếc đầu giải mã cùng 5 triệu, các bạn luôn luôn thấy chất âm của những chiếc đầu có cùng giá mà có tính năng giải mã luôn luôn cho ra chất âm vượt xa những chiếc đầu CD chuyên cùng phân khúc. Đó là đương nhiên. Và nếu như bạn nào đang dùng những bộ dàn ở trong gia đình mà có 3 thớt, 5 thớt nhưng trong đó có một thớt MD, thì các bạn có thể lấy tín hiệu từ đầu CD đi xuống thớt MD, biến thớt MD thành đầu giải mã, sau đó các bạn mới cắm xuống thớt âm ly và các bạn sẽ thấy âm thanh hay hơn đầu CD của thớt rất nhiều. Và một điều nữa các bạn để ý, bạn nào chưa thử thì hãy thử đi. Mở một ca khúc trên đĩa CD, sau đó các bạn chép sang đĩa MD, vẫn ca khúc đó vẫn mở trên bộ dàn đó, nhưng các bạn lại thấy mở bằng đĩa MD chất âm hay hơn, độ chi tiết sạch sẽ trong trẻo hơn rất nhiều lần. Bạn nào chưa thử xin hãy thử và nghe thật kỹ, sau đó cho ý kiến phản hồi ở phần comment bình luận. Các bạn thân mến, xin nhắc lại là những chiếc đĩa MD rồi những chiếc đĩa CD chúng tôi đang có rất là nhiều. Khi các bạn mua đầu có thể đề nghị chúng tôi tặng cho các bạn 1-2 đĩa CD chúng tôi bơm ra. Trong quá trình chơi audio từ nhiều chục năm qua, tôi đã sưu tầm cùng với anh em ở khắp toàn quốc. Tôi đã sưu tầm được rất nhiều, có thể nói là hàng trăm những album của nhiều ca sĩ ở hải ngoại. Từ những thời kỳ mà chúng ta sơ khai biết đến nền văn nghệ của người Việt ở hải ngoại cho đến những ca khúc hiện đại hiện nay. Các bạn thân mến, các bạn có thể gọi cho chúng tôi để mua đĩa MD, mua đầu CD MD 3 trong 1 để thỏa mãn được gu nghe của quý vị và các bạn. Những chiếc đầu này đều sử dụng nguồn điện 100, các bạn lưu ý cho nó là hàng nội địa của Nhật Bản và đều có khiển theo cho các bạn. Khiển này tôi mua ngoài cho các bạn. Và mỗi chiếc đầu này đều có mức giá dưới 10 triệu đồng. Cụ thể bao nhiêu các bạn gọi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết, bởi ở những thời điểm khi chúng tôi thực hiện video thì có những sản phẩm chúng tôi nhớ được giá, cũng có những sản phẩm không nhớ được tuyệt đối giá, có thể báo nó sẽ sai sót một chút. Cho nên các bạn vui lòng gọi điện cho chúng tôi theo một trong hai số trên tấm biển để có thể tìm hiểu về những sản phẩm như thế này. Đẹp, cáu cạnh, không tì vết, bao zin cho các bạn hết. Các bạn thân mến, ở bên này thì các bạn cũng nhìn thấy luôn, đó là cặp loa JBL 100 Century chép thẳng. Tôi có cả dòng tép chéo. Dòng chép thẳng thì nó đắt hơn một chút bởi vì nó có tiếng bass ấm hơn một chút. Tuy nhiên chúng ta có thể khắc phục bằng phương pháp ghép. Các bạn thân mến, những cặp loa JBL 100 Century tại cửa hàng của tôi đang có hàng, tiếng vô cùng trong trẻo tinh tế. Các bạn đã nghe những bản test của tôi thì nhiều bạn sẽ phải ngỡ ngàng không tin vào tai mình nữa. Bởi khi chúng ta đã đẩy nó đến giới hạn của sự trong trẻo đúng ý đồ của nhà sản xuất, các bạn sẽ thấy nó rất là tuyệt vời. Những cặp JBL 100 Century chép thẳng như thế này có giá ngoài 30. Các bạn có thể đánh nó bằng các dòng âm ly đèn, các dòng âm ly Mark Intop, các dòng Rotel, các dòng Acuphase vân vân. Thì các bạn nhìn thấy ở đây, đây là âm ly Acuphase E305 có giá ngoài 40, kết hợp với ở phía trên đó là đầu CD Denon 1650GL cao cấp có hồi gỗ và nặng như một chiếc âm ly. Chiếc đầu này có giá 11 triệu đồng, đều sử dụng nguồn điện 100. Thì các bạn có thể gọi cho chúng tôi để chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn những phương án tốt nhất. Nếu như tôi vừa nói về những chiếc đầu 3 trong 1 thì các bạn thấy ở đây, đây là những chiếc đầu 2 trong 1, những chiếc đầu MD thuần túy và chuyên nghiệp. Ở phía trên là đầu Sony JB920 chạy đĩa MD và giải mã chuyên nghiệp. Những dòng JB và JA đều được những người chơi audio chuyên nghiệp ở những thế hệ như chúng ta rất là yêu chuộng. Nó đem lại chất âm cực kỳ đầm thắm. Các bạn có một bộ dàn mà các bạn loay hoay mãi vẫn chưa làm thế nào để nghe thấy hơi thở của ca sĩ, nghe thấy những cái miết tay trên phím đàn của những người nhạc công, thì hãy sử dụng những chiếc đầu MD như thế này, nó sẽ cho các bạn toại nguyện. Ở phía dưới là đầu cao cấp hơn, đó là đầu 2 trong 1, đầu MD
đó là Sony ZA33ES như các bạn thấy đây. Chiếc đầu này thì nặng như một chiếc âm ly và nó cũng vừa chạy MD vừa giải mã, còn nguyên khiển xịn của nhà sản xuất. Các bạn thấy rất là rõ, ví dụ như tôi đang có một chiếc đầu Sony 990 này với mức giá 4.500.000 đồng mà tôi chưa hoàn toàn hài lòng với độ sắc nét, độ chi tiết, độ nồng nàn của nó, thì các bạn có thể cắm dây quang hay đường đồng trục vào đây để xuất lên đường này, xuất qua đầu giải mã này. Và lúc này đầu CD chỉ đóng vai trò là bộ cơ, và lúc này bộ cơ của nó sẽ kẹp, nó quay và dùng mắt để trích xuất những tín hiệu số từ đĩa CD. Sau đó nó không giải mã mà nó đưa thẳng ra đường số và đưa xuống dưới đầu MD để đầu giải mã. Lúc này sẽ làm nhiệm vụ là giải mã, làm cho các bạn sẽ nghe thấy những âm thanh tiền khuếch đại một cách tuyệt vời nhất. Những bạn nào đang sở hữu những dòng loa châu Âu, dòng loa Mỹ có thể liên hệ với chúng tôi để mua ngay bộ kéo đẩy Adcom này. Thuốc độc cho các dòng loa Âu Mỹ, sẽ đem lại chất âm bông tơi chính xác, đậm chất bác học. Ngoài ra thì những bạn yêu thích những dòng loa Pioneer, ví dụ như các dòng A này, dòng Y này, rồi những cái dòng ví dụ như các dòng CSF45F75F900 vân vân, thì các bạn có thể sử dụng những chiếc âm ly Pioneer 7825 mã này, giá sát ngoài 10 triệu đồng với tình trạng cấu cạnh như các bạn nhìn thấy, tuyệt đẹp. Các bạn thân mến, có những bạn hỏi tôi là tại sao lại thấy có nhiều anh em dùng âm ly Pioneer 7825 mã này để đánh loa HPM100 của hãng Pioneer phiên bản 200W, thì xin thưa các bạn là những chiếc âm ly Pioneer 7800 và 7825 mã nói chung, các bạn chỉ nên đánh vào những dòng loa có công suất khoảng 80W một thùng quay về thì nó sẽ phát huy được. Còn các bạn đánh vào những dòng loa Pioneer HPM100 bản 200W sẽ gây ra hiện tượng méo tiếng, đặc biệt là rất là chói ở giải cao, bởi vì dòng HPM100 sử dụng chép điện và những dòng âm ly của Pioneer thường thiên sáng. Đó là lý do các bạn sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng bass sâu. Đó là nói về cái cách nghe chung. Còn tất nhiên tùy theo trình độ thưởng thức và khả năng cảm thụ của mỗi người. Có những người chỉ cần nghe điện thoại thôi, nghe ca nhạc bằng điện thoại đã thấy hay rồi, đã thấy vỗ đùi đen đét gật gù cái đầu rồi. Thì tùy theo cái trình độ thưởng thức với gu của mỗi người, xin tiết lộ như vậy các bạn được biết. Ngoài ra những bạn đang sở hữu những cái dòng loa Bose, những dòng Diatone, những dòng Onkyo, vân vân, những dòng PSB, những dòng Jamo, hãy đến với chúng tôi sở hữu ngay những chiếc âm ly Denon 890D tem chứng này. Những chiếc âm ly này có giá ngoài 10 triệu đồng. Đây là những chiếc đầu, xin lỗi các bạn, là những âm ly vừa chạy âm ly tích hợp bình thường, nhưng lại là những chiếc âm ly giải mã tích hợp sẵn cả DAC đây. Mua âm ly nhưng được cả giải mã. Các bạn nhìn tình trạng nó đẹp, đẹp chỉ muốn sờ tay vào nó luôn thôi. Đấy, giá hơn 10 triệu đồng, rất là nhiều. Ngoài ra thì các bạn có thể mua cả những chiếc âm ly Denon 890DG, thì các bạn có thể đánh vào những cái dòng loa Bose này này. Đấy, 501 series 3, 501 series 4. Đấy, 501 series 4 bên tay phải các bạn. Rồi Bose 8.2, Bose 301 series 3 màu đen, Bose 701 màu xám đá màu đen đều có thể đem lại chất âm cực kỳ đầm thắm. Và các bạn cũng có thể đánh nó vào các dòng Bose này cao cấp, 601 series 3, 601 trơn, 601 series 2. Những dòng âm ly đề nâng mặt vàng thì các bạn có thể đánh ngay vào những cái dòng này. Đó là những dòng BWK604S3 của Anh Quốc, sẽ làm cho các bạn cảm thấy âm thanh rất là chính xác, chi tiết. Các bạn thân mến, có nhiều điều nữa mà muốn tâm sự, muốn chia sẻ thêm. Tuy nhiên do giới hạn về độ dài của video clip để các bạn không mệt mỏi theo dõi, tôi xin phép dừng video clip này đây. Rất mong nhận được những ý kiến phản hồi tích cực mang tính chất xây dựng của quý vị và các bạn. Đặc biệt quý vị và các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để chúng ta uống trà, thẩm âm, đàm đạo, trao đổi kinh nghiệm, gọi là học thuật. Các bạn thân mến, vui lòng đăng ký theo dõi kênh, đồng thời giới thiệu chia sẻ đến bạn bè. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.